Thủy quân lục chiến Ukraine phá hủy sát thủ thầm lặng T-80 của Nga Video do Hải quân Ukraine công bố cho thấy một xe tăng Nga bị phá hủy trong trận tập kích của nhóm lính thủy đánh bộ Ukraine. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine thông báo phá hủy xe tăng của Nga sau khi tiến hành hoạt động trinh sát trên không và pháo kích thành công. Hình ảnh từ video được đăng tải hôm 22 tháng 4 cho thấy xe tăng T-80 bốc cháy sau khi trúng hỏa lực của lực lượng Ukraine. Không rõ đoạn video được quay ở đâu, tuy nhiên trong một bản cập nhật trước đó, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 3 năm của Ukraine cho biết họ đã phá hủy thiết bị và binh lực của đối phương trên đường tiếp cận Volodya, một thành phố ở phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra để giành quyền kiểm soát Volodya, một thành phố có khoảng 15.000 dân trước xung đột. Volodya cách chào lửa bắt mút khoảng 150 km về phía nam, nơi giao tranh kéo dài nhiều tháng đã dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, ngoài các mẫu xe tăng hiện đại như T-90, Nga cũng gửi tới chiến trường Ukraine các xe tăng T-80. T-80 chạy bằng tua biên khí, giúp đạt tốc độ tối đa 70 km h Đây là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mà Nga thừa hưởng sau khi Liên Xô tan rã. Nếu so với các dòng xe tăng chạy bằng diesel khác, T-80 có thời gian khởi động nhanh đáng kinh ngạc, nhất là trong thời tiết lạnh giá. Ví dụ xe tăng chạy diesel sẽ có thể mất 45 phút để nổ máy trong thời tiết âm 30 độ C của mùa đông châu Âu. Trong khi đó, tua biên khí trong động cơ T80 chỉ mất vài phút để làm điều này. Điểm nổi bật ở T80 là khả năng tác chiến được ở nhiều điều kiện khác nhau, giúp nó vẫn được Nga tin dùng dù đã vào biên chế hơn 20 năm. Nhờ có động cơ tua biên khí cải tiến so với T72 và thậm chí cả T90, T80 được cho là hoạt động tốt hơn nhiều ở nhiệt độ dưới 0 độ C ở châu Âu. T-80 được chế tạo chủ yếu để tấn công xe bọc thép, binh lính, công sự và trực thăng bay thấp của đối phương trong mọi thời tiết và thời điểm trong ngày. Đây là một trong những xe tăng cơ động nhất mà Liên Xô từng chế tạo, kết hợp với việc ít tạo ra tiếng ồn, vì vậy T-80 được gọi là sát thủ thầm lặng. Hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến của T-80 và pháo chính nòng trơn 125mm 2A46M đảm bảo phá hủy mục tiêu ngay từ viên đạn đầu tiên, cho dù xe đối thủ đang di chuyển hay đứng yên. Buồng lái của T-80 được cho cũng giúp binh sĩ cảm thấy ấm và thoải mái hơn đáng kể khi phải ngồi thời gian dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. T-80 có nhiều bảo vệ với giáp phản ứng nổ tích hợp, có thể chống lại các đòn tấn công trực tiếp. Theo số liệu mới nhất của lực lượng vũ trang Ukraine, 3.675 xe tăng Nga đã bị phá hủy kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã phá hủy 8.809 xe tăng của Ukraine. Quân đội Ukraine đã nhiều lần công bố các video ghi lại cảnh xe tăng Nga bị nhắm mục tiêu. Nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga đã chịu tổn thất nặng nề về xe tăng do hỏa lực của Ukraine. Nga tuyên bố giành thêm hai khu vực ở Ban Mút Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm hai khu vực ở miền Tây thành phố Banmút. Theo hướng Donetsk, các phân đội xung kích đã giải phóng hai khu vực ở phía Tây thành phố Banmút trong 24 giờ qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói ngày 23 tháng 4 lực lượng đổ bộ đường không đang hỗ trợ các quân đội xung kích ở phía Bắc và Nam thành phố. Bộ Quốc phòng Nga thường gọi các đơn vị thuộc Tập đoàn An ninh Tư nhân Wagner tham chiến tại Bát Mút là phân đội xung kích. Thay vì đề cập trực tiếp đến lực lượng này, theo ông Konashenkov, không quân Nga đã thực hiện 6 chuyến xuất kích, trong khi pháo binh hoàn thành 72 đợt hỏa lực tại khu vực. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, Thượng tướng Ukraine Oleksandr Shinsky đăng hình ông đang nghiên cứu bản đồ cùng ba người khác với bình luận tiền tuyến bắt mút chúng tôi vẫn tiếp tục cố thủ giữ danh giới chiến lược trả lời phỏng vấn ngày 23 tháng 4 tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng tuyên bố không từ bỏ bắt bởi nếu giành được thành phố này lực lượng nga có thể tiến công xa hơn nữa nga và ukraine đều đang dồn lực vào trận chiến ở bắt mút kiev nói rằng trận chiến ở bắt là chìa khóa để kìm hãm lực lượng của moscow ở mặt trận miền đông Kiểm soát bắt mút có thể cho phép quân đội Nga nhắm trực tiếp vào các tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Chasovia gần đó, đồng thời mở đường tiến công vào hai thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk là Kramatorsk và Slovian. Nga ngày 19 tháng 4 thông báo giành thêm ba khu vực tại bắt mút. Gajin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tuần trước cho biết Wagner đang kiểm soát 90% diện tích bắt mút và đà tiến quân của họ là không thể ngăn cản. Ukraine nói lính Wagner ẩu đả đấu súng với binh sĩ nga. Quân đội Ukraine cho rằng lính chính quy nga và các thành viên Wagner đã đấu súng tại khu dân cư ở tỉnh Lughen sau trận ẩu đả. Quân đội nga và tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang tìm cách đổ lỗi cho nhau khi không đạt được bước tiến trên chiến trường. Họ đổ trách nhiệm cho nhau về tính toán sai lầm, về chiến thuật và tổn thất. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 23 tháng 4 ra báo cáo cho biết. Theo cơ quan này, tranh cãi đã châm ngòi cho trận ẩu đả giữa các quân nhân nga và nhóm tay súng Wagner tại làng Stanisha Lukenskaya thuộc tỉnh Lukhen. Hai bên sau đó đấu súng khiến một số người không qua khỏi. Ukraine cho biết sự việc xảy ra gần đây nhưng không công bố thời điểm cụ thể và thông tin chi tiết về thương vong của hai bên. Nga chưa bình luận về thông tin của phía Ukraine. Wagner và quân đội Nga gần đây từng tranh cãi về vấn đề cung ứng đạn dược. Lãnh đạo Wagner Jeff Prigozhin công khai chỉ trích các chỉ huy quân đội Nga chậm trễ trong quyết định chuyển đạn khiến nhiều đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân chịu tổn thất nặng. Tập đoàn Wagner được cho là đã đưa hàng chục nghìn thành viên tham gia nhiều chiến dịch cùng quân đội chính quy nga tại Ukraine. Lực lượng Wagner đang đóng vai trò mũi nhọn trong chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, trong khi quân chính quy nga yểm trợ hỏa lực và ngăn Ukraine đánh tạt sườn họ. Quan chức Donetsk do nga bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 thông báo lực lượng Wagner đã tiếp cận và kiểm soát khu vực dài hàng trăm mét trên đường từ Chernobyl tới Bakhmut, cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine người này tuyên bố lực lượng Wagner đã kiểm soát 90% diện tích Bắc Mớt và đà tiến quân họ không thể bị ngăn cản. Truyền thông phương Tây đưa tin Wagner định cắt giảm hoạt động tại Ukraine và tập trung vào châu Phi do thiếu nhân lực và đạn dược sau nhiều tháng tham chiến tại Bắc Mớt. Ông Prigozhin sau đó bác thông tin và tuyên bố Wagner tiếp tục tham gia chiến dịch của Nga, chừng nào tổ quốc còn yêu cầu. Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục vì xung đột Nga-Ukraine Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục vào năm ngoái khi xung đột Nga-Ukraine thúc đẩy châu Âu chạy đua mua sắm vũ khí và củng cố quốc phòng. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Skipri, ngày 23 tháng 4 cho biết, chi tiêu quân sự thế giới năm 2022 đã tăng 3,7% lên mức 2,24 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chi tiêu của châu Âu tăng 13%, chủ yếu do Nga và Ukraine. Dù vậy, nhiều quốc gia khác trên khắp lục địa cũng tăng cường ngân sách quân sự và lên kế hoạch chi mạnh tay hơn nữa giữa bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con số này bao gồm cả các kế hoạch tăng chi tiêu quân sự trong nhiều năm từ một số chính phủ. Kết quả là chúng ta có thể sẽ nhìn thấy chi tiêu quân sự ở Trung và Tây Âu tiếp tục tăng trong những năm tới. Diego Lopez de Silva, nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI cho hay: Chi tiêu quân sự của Ukraine đã tăng 640% vào năm 2022, mức tăng hàng năm lớn nhất được ghi nhận. Trong dữ liệu của SIPRI kể từ năm 1949, không bao gồm số lượng lớn viện trợ quân sự do phương Tây cung cấp. Theo SIPRI, viện trợ cho Ukraine chiếm 2,3% tổng chi tiêu quân sự của Mỹ năm 2022. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Nga ước tính tăng 9,2%. Song SIPRI lưu ý, các số liệu không hoàn toàn chắc chắn do tình trạng thiếu minh bạch ở các cơ quan tài chính Nga kể từ sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Khác biệt sự kế hoạch ngân sách và chi tiêu quân sự thực tế của Nga vào năm 2022 cho thấy, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Moscow phải trả giá đắt hơn nhiều so với dự đoán. Lucy Beros Rostor, giám đốc chương trình quân sự và sản xuất vũ khí của Sipri nhận xét, Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái, khiến châu Âu phải gấp rút tăng cường năng lực quốc phòng. Nga nói rằng chiến dịch của họ là cần thiết để bảo vệ nước này trước những gì mà họ coi là động thái thù địch và hiếu chiến từ phương Tây kiev và các đồng minh phương tây lại cáo buộc moscow đang tiến hành một cuộc chiến vô cớ nhằm giành lại lãnh thổ